oh video mọi người vừa xem qua thì được mình tạo ra từ cái app cấp cắt này nha mọi người. đó Thì cái app cấp cắt này thì mọi người quá quen thuộc rồi đúng chưa? Quá quen thuộc với cấp cắt này rồi. Thì cái việc tải và cài đặt nó là quá bình thường. Rồi sau khi cài đặt xong thì ta tích vào, ta mở nó ra. Thì tại đây ta bước vào dự án mới. Đó. Thì bây giờ ta chuyển sang cái một video nè Thì ta tìm bất kỳ một cái video nền nào. nào ta thích ghép thì ở đây mình có một cái video nền như vậy không? video nền uh, chút buổi tối đi tại mình làm buổi tối thì chút buổi tối thì cái video nền này, này chút buổi tối buổi sáng buổi trưa buổi chiều gì là đều mình mình có làm sẵn hết nha mọi người thì uh, trong cái video trước mình cũng đã nói đó ai thích nha? thì vào zalo mình gửi cho nha nhưng mà khi mình gửi cho mọi người là không có cái tên không có tên của mình ở đây nha đó. còn ở đây tại vì mình làm video mình uh, gửi cho người thân bạn bè thì ta ghi cái tên của ta vào đây còn mình làm tặng cho mọi người là không có uh, tên để mọi người tự đưa tên của mọi người vào nha đó. thì nói chung mình cứ nói với mọi người một lần nữa đó là buổi, chút buổi sáng buổi tối buổi chiều gì hết đó mình gửi tặng bạn bè mà là buổi trưa buổi nào mình cũng có nhưng cái video này là mình rất nhiều mọi người cứ vào zalo rồi mình hỗ trợ cho nha rồi vào rồi ok sau khi list xuống xong thì ta tích vào thêm ok thì cái giao diện cấp cắt này thì cũng quá quen thuộc rồi đúng không mọi người à, thì bây giờ công việc của ta là gì ta vào lớp phủ nè ta vào thêm lớp phụ ta chuyển sang một hình ảnh để chi để ta tìm đến những cái ảnh nào ta thích đưa vào không? giờ ta mình đưa lấy một ảnh này đưa vào à, rồi ta lít vào thêm rồi tại đây không? ta lấy hai ta dùng hai ngón tay ta bùng cái ảnh của lan lớn ra một tí xíu để tại ảnh này nó nhỏ hay là ta kéo ra đó ta dùng hai ngón tay nha mọi người ta đưa cái ảnh cho ta cho nó ra lớn một tí xíu muốn lớn cỡ nào lớn tùy theo đó. À mình làm là mình làm gợi ý cho mọi người để mọi người làm thôi nha còn tùy theo cái việc con chỉnh như thế nào thì tùy theo hợp nói nói chung là hợp ý của mọi người thôi rồi ta kéo cái này đã độ khoảng chừng bảy tám phút Ủa, xin lỗi bảy tám giây gì thôi nha Đó. ví dụ ở đây là mình cho 9 giây thì ở đây rồi tiếp đến ta vào hiệu ứng động như thế này nha mọi người ở dưới này cái hiệu ứng động là ta tích vào thì ở đây vào ra nhưng mà ta chọn cái kết hợp đây nè à, ta chọn cái kết hợp này nè tích vào kết hợp thì ở đây rất nhiều hiệu ứng để mọi người chọn nè à, thích mọi người thích chọn cái hiệu ứng nào thì mọi người chọn đó, nó là mọi người kéo qua thì ở đây nhiều hiệu ứng mọi người chọn thì ví dụ mình chọn một hiệu ứng này lít vào đó. ví dụ chọn một hiệu ứng như thế này lít vào thì tại đây nè là cái thanh trượt của cái thời gian của cái ảnh đó. ví dụ như cái ảnh của ta kéo đến 9 giây mốt thì ở đây nó sẽ là 9 giây mốt nè còn ví dụ như ta không muốn cái hiệu ứng nó chạy tới 9, 9 giây mốt này ta cho nó 45 giây tùy theo phải không? nhưng mà thông thường thì mình làm á, là cái ảnh của mình ra 9 giây thì ở đây là 9 giây rồi xong ta chọn được hiệu ứng đó xong ta tích về và sau khi tích vào V xong thì mọi người xem lại nè đó ảnh của ta giờ này là đã có hiệu ứng mọi người thấy chưa Ok thì bây giờ mọi người chờ đến cái tấm ảnh này nó vừa mất đi không? thì ta lui ra đây một bước thấy không? lùi tiếp một bước nữa thì ta thêm lớp phủ nè rồi cũng tại đây thấy không? ví dụ như mình chọn một tấm ảnh này đi lấy ví dụ đưa xuống từ tấm ảnh đó mình làm hiệu ứng cho nó thêm rồi ta cũng kéo cái này ra ta kéo ra tám chín gì đó tùy theo mọi người mười mười mấy gì đó tùy theo mọi người muốn ảnh của mình cái thời lượng xuất hiện nhanh hay chậm thì bây giờ ở đây nè đó. cái ảnh này vừa mất nè thấy mọi người ảnh này vừa mất thì cái ảnh này nó sẽ lên nè đó mọi người thấy chưa ảnh này vừa mất nè mọi người, ảnh này sẽ lên thì cũng tại đây ta lít vào ảnh nè đó. ta vào hiệu ứng động nè cho à. ta vào kết hợp luôn nè đó. ta làm từng một tấm ảnh một nha mọi người đó thì ở đây ta dùng cái hiệu ứng này đó đó thì thời lượng ảnh hồi nãy mình kéo ra 9 giây 9 thấy không? thì bây giờ ở đây là đóng 99 nhưng ta muốn cái ảnh của ta lớn ra thì bây giờ ta tích về đồng ý nó đi Rồi tại đây Ta kéo nó qua nè Đó. Rồi ta dùng hai ngón tay Ta đưa cái ảnh ta nó lớn ra nha mọi người Và rồi mọi người xem nha Hai cái bức ảnh của ta nó chuyển động như thế nào nha Đó, ok chưa mọi người? Thì sau khi mọi người canh làm sao cho cái tấm ảnh này nó vừa hết nè, đó, nó vừa hết nè, đó nó ra là nó ra gần vừa hết nha mọi người, thì cỡ dừng tới đây thôi, đó, thì ta thêm một cái tấm ảnh nữa, ví dụ, thêm lớp phụ nè, đó, chẳng hạn như thêm một tấm ảnh bất kỳ nào ta muốn, ví dụ ở tấm ảnh nào cũng được, ví dụ tôi chọn cái tấm ảnh này, đó, mình chọn tấm ảnh này thêm, đó, thì ta cũng kéo cái thời lượng này ra, đó. 8, 9, 10 gì cũng được tùy theo đó. Rồi Cái việc này thì quá đơn giản nha mọi người Rồi ta không văn tiếp về tại đây Đó Ta vào kết hợp nè đó. Thì ở đây ta cũng tìm một hiệu ứng cho tấm ảnh này à Ta cũng tìm một hiệu ứng cho tấm ảnh này Nó như đó Nà, quá trời hiệu ứng để mọi người chọn Mọi người chọn nha đó. Đó. Thì ví dụ như ta thích cái hiệu ứng này Thì ta chọn hiệu ứng này đó. Mọi người thấy chưa Còn không ta chọn hiệu ứng này nói chung là mình gợi ý cho mọi người tùy theo mọi người chọn hiệu ứng thích hợp cho mọi người nha đó ví dụ như chẳng hạn vậy nè cái điện thoại đó rồi ok thì bây giờ nếu mọi người ưng ý với cái hiệu ứng này xong thì ta tích vào về thì ở đây mọi người thấy chưa cái ảnh này cái ảnh của ta nó không có lan rộng ra đây thì ta thay thế bằng tấm ảnh ta thay thế tấm ảnh khác bằng cách ta lui ra một bước đó ta vào chỗ thay thế đi nha mọi người rồi và tại đây ta tìm đến những bức ảnh có tỷ lệ với khung hình là 9.16 vì cái điện thoại nó dài lắm rồi. Đây, ví dụ như mình có một cái bức ảnh tỷ lệ 9.16 đây ta lít vào. Đó thì bây giờ mọi người thấy chưa? Cái tấm cái bức ảnh của ta là tràn đầy ra với cái khung hình thấy mọi người thấy chưa? Đó, thì bây giờ mọi người xem lại này. Đó, sau khi cái này vừa hết nha. Đó. rồi ok chưa mọi người bây giờ video của ta còn thiếu gì Thấy không? thiếu nhạc thì ta nếu nhạc ta ta vào âm thanh đây nè mọi người à, ta kéo nó hết từ đầu lại à, ta kéo lại từ đầu à, rồi ta vào âm thanh này à, ta vào âm thanh rồi tại đây ta click vào tiếp âm thanh luôn à, thì ở đây mọi người nhớ chọn dùm nha đây là tiktok nè đăng nhập tiktok ta chọn chỗ này nha mọi người đây cái thứ hai đây ta click vào thì tại đây đã tích xuất âm thanh từ video tích xuất, tích xuất âm thanh từ video có nghĩa là gì nếu ta tích vào đây à, rồi tại đây, ta muốn uh, thích đưa âm thanh của cái video nào xuống á, à, thì, thì ta đưa thì nó nó chỉ, chỉ chỉ là trích xuất âm thanh thôi nha mọi người. Ví dụ ta thích cái video này, có âm thanh của video này ta thích vào. Rồi sau khi uh, trích xuất âm thanh từ video xong nè, mọi người thấy đây có một cái mục mục là đã trích xuất nè, thấy không? Ta thích vào ta nghe thử nè. Đó, đó là âm thành của video. Ví dụ như ta thích thì ta vào dấu cộng, ta đưa nó xuống nè. Ta lít vào ta nghe thử nha mọi người. còn ta không thích thì ta bỏ nó đi ở đây có cái xó nè ta lít vào ta xó nó đi rồi ta vào ta lấy âm thanh từ bộ nhớ máy của ta nha ta vào âm thanh nè rồi ta cũng vào đây đây đó, ta lấy âm thanh từ thiết bị nè từ thiết bị có nghĩa là gì là trong bộ nhớ máy của mình đó nha mọi người ta lít vào từ thiết bị thì ở đây mọi người cuộn lên à, cũng chọn những cái âm thanh nào yêu thích nào của mình ví dụ ta chọn âm thanh là ta nghe thử ta không thích ta chọn âm thanh này ta nghe thử nếu ta thích âm thanh này thì ta vào dấu cộng đây đó ta cũng vào dấu cộng ta đưa nó xuống luôn rồi ok bây giờ mọi người nghe thử này nha và rồi sau khi ưng ý với cái video thì ta trích xuất nó ra thì cái việc mà lưu video thì quá dễ rồi đúng không mọi người thì ta nào vào đây này chọn với tỷ lệ khung hình rồi đồ phân giải rồi sau khi nè kéo chọn là muốn chọn gì đó chọn ha đó. rồi sau khi đó ta tích vào đây ta luôn đó. rồi video đang được lưu rồi và sau khi video của mình lưu xong thì ta chia sẻ lên tiktok nè instagram rồi gì đại khái là mọi người muốn thích chia sẻ đâu là chia sẻ ha ta tích vào đã xong nè rồi bây giờ ta trở ra ha. ta vào cái bộ sưu tập của mình xem thành quả nhé rồi vào bộ sưu tập rồi video của ta mới làm xong là đâu là đây lấy một ví dụ nha rồi ta mở lên xem Ok, video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe thì bây giờ mình xin nói thêm với mọi người là tại vì mình làm ở cấp cắt thì cái việc mà hiệu ứng chữ của cấp cắt thì nó nó, nó không có đẹp đó. thì mọi người chịu khó lưu nó lại như vậy xong à, ta sang cái uh, viva cắt là cái bài viết hôm trước mình đã có hướng dẫn bên uh, tạo hiệu ứng chữ đó mọi người mọi người chịu khó mọi người vào đó rồi ta tạo hiệu ứng chữ cho nó tại vì vả cấp các thì hiệu ứng chữ nó nhiều hiệu ứng chữ nó đẹp hơn nha mọi người rồi bây giờ thì mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới nha mọi người thì đó mọi người nhớ là sau khi ở đây xong không? rồi ta lại chịu khó ta thêm vào cái hiệu ứng chữ thì theo cái bài hiệu ứng chữ hôm trước mình đã nói đó nha mọi người mọi người làm cho cái video mình nó sinh động và nó đẹp hơn nha